Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastca, trung tâm mua bán xe ô tô để qua sử dụng. Và mình là Ngọc Mai, dành cho các anh chị đang tìm kiếm một chiếc Honda CR-V cực kỳ đẹp nhé. Hôm nay bên Mai có một chiếc, đây là đời 2014, xe phiên bản 2.4 số tự động nha. Đi mới có hơn 50.000 km, một chủ từ đó giờ ô đô chuẩn luôn. Xe cực kỳ đẹp, bây giờ các anh chị đi một vòng quanh xe và Mai sẽ cho các anh chị cái giá bán xem thử nó có xứng đáng với chiếc xe này không nha. Nước sơn này màu xanh, hơi ngả tím một chút xíu, mọi người gọi là tím hoa tim đó. Màu sơn này khá là lạ nha các anh chị, rất là độc đó. Xe đời 2014, đi hơn 50.000 cây, nước sơn còn cực kỳ mới luôn. Rồi, các anh chị có thể căn được giá bán chưa? Hiện tại xe này bên Mai đang bán với giá là 658 triệu. Xe này biển số thành phố luôn, nên các anh chị nào mà mình ở thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nhé. Bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết hơn một chút xíu. Nước sơn ở đây mà thấy còn khá là mới, không có trầy xước gì hết đó các anh chị. Phần cản phía dưới cũng vậy nè, còn rất là liền lạc, không có tháo mở gì hết nha. Không có xước xát gì nhiều hết ha. Đèn ở đây mình còn là đèn nguyên zin. Xe đã lên 4 cái vỏ Michelin vào năm 2020, nên 2021 còn rất là mới luôn. Độ sâu nè, đó, bét vỏ đây 2020, từng thứ 24 của 2020 mới thay thôi. Cái này về các anh chị đi vô tư luôn nha, đi phải 3 năm 4 năm nữa tùy mình sử dụng nhiều hay ít và đi như thế nào. Xe này anh chủ có dán phim cho mình rồi, có về che mưa luôn. Xe còn đăng kiểm tới tháng 5 năm 2021. Các anh chị kiểm tra giúp Mai keo chỉ nha, kiểm tra giúp Mai keo chỉ để xem thử chiếc xe này còn nguyên zin hay không nha. Những chiếc xe thì đời 2014 thì thật ra mình cũng không thể yêu cầu của nó là nước sơn zin 100% được hết á. Tất nhiên phải có xước xát, nhưng quan trọng là ốc ác, động cơ còn nguyên nha các anh chị. Đó, mình xem giúp Mai cái phần ốc chân cửa phía sau, không có tháo mở gì hết nha các anh chị. Anh chủ cũng có trang bị cho mình cái vè che ốp inox trong ngoài bệ bước ha. Cái này cũng là vỏ mới thay luôn, Michelin luôn. Rồi mình sẽ đi ra phía sau. Ở dòng này thì ngày trước cái anh hay nói là dòng Honda CR-V, dòng mà lưng gù á, dòng lưng gù. Ở đây thì Mai thấy đã có trang bị cho mình là cái camera lùi rồi, chưa có cảm biến lùi nha các anh chị. Mình sẽ đi vô phần trong cốp nha. Cốp xe mình thấy rất là rộng, dòng này chỉ có 5 chỗ thôi. CR-V phiên bản mới sau này đã lên cùng phân khúc với Santa Fe là 5+2, thì ở phía sau nó hơi chật. Nhưng CR-V phiên bản trước thì cái phần cốp các anh chị có thể thấy nó rất là rộng luôn. Cái này nếu mà gia đình mình đi du lịch ở phía xa thì để đồ phía sau này vô tư luôn ha. Anh chủ rất là kỹ nè, lót một lớp nhựa nha, một lớp simili nha, rồi mới tới một cái này là cái nắp lớp dự phòng á, nắp chụp lớp dự phòng. Lớp sơ cua ở đây chưa hạ, cho các anh chị xem phần lớp sơ cua còn rất mới, chưa hạ. Bộ dụng cụ sửa chữa vẫn còn nguyên, những cái vết sơn từ nhà máy còn nguyên luôn. Cực kỳ đẹp các anh chị, chiếc xe này đẹp lắm. Rồi các anh chị kiểm tra sơ giúp Mai phần keo chỉ và ốc cốp nha. Keo chỉ còn nguyên, ốc cốp còn nguyên nha các anh chị. Dòng này trên thị trường khách tìm nhiều lắm. Hồi sáng có một chị điện cho Mai tìm chiếc Honda CR-V 2010 hôm trước Mai đăng á, mà Mai kêu là hết rồi, thế là chị lật đật qua chỗ khác mua. Thì trưa nay Mai gọi lại chiếc này về, Mai gọi lại thì chị đã mua mất tiêu rồi. Nên là nếu mà anh chị mà đang tìm chiếc xe như thế nào, nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ với Mai để có xe về, Mai cho cái có cái thông tin cho các anh chị đầu tiên, chứ nhiều khi mình ruột mất những cái chiếc xe đẹp nhé. Ở đây Mai thấy có trang bị cái những cái ốp inox như thế này này để bảo vệ cái phần sơn rất là tốt ha. Các anh chị kiểm tra giúp Mai phần nội thất. Đối với cái hãng Honda thì đặc trưng một cái là cái phần da nó là da mềm, nên là ghế thường sẽ bị nhăn, ghế sẽ bị nhăn khá là sớm. Nhưng mà ở đây mà thấy không có gấp gãy nè. Da mà bị nhăn thì nó là dòng da xịn nha các anh chị, nó rất là mềm, nó dễ bị nhăn. Còn dòng da cứng nó là nhựa, simili á, thì nó sẽ dễ bị gãy. Sàn mà thấy ở đây là sàn nguyên bản, trần cũng còn nguyên bản. Các anh chị kiểm tra xem giúp Mai cái phần bệ tì tay luôn. Bệ tì tay không trầy xước, không mòn gì hết. Nghĩa là xe này không có đi nhiều, không có sử dụng nhiều nha các anh chị. Kiểm tra giúp Mai luôn cái keo chỉ phía bên tài, keo chỉ cửa sau phía bên tài nha. Rồi mình đi lên kiểm tra luôn ốc và keo chỉ phía bên lái nè. Đây. Ở trên này Mai có cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng luôn. Trên này Mai có thẻ nhắc nhở bảo dưỡng được dán chết vào trong này luôn.
Ở đây là bảo dưỡng lần tiếp theo là 55.000. Hẹn bảo dưỡng lần tiếp theo là 55.000. Nên các anh chị yên tâm, xe này là full lịch sự bảo dưỡng hãng. Mai sẽ đưa lên cho các anh chị xem nha. Xe này thì sử dụng chìa khóa cơ. Đây mình xem với Mai cái odo nha. Odo chuẩn của nó là 53.000 km. Xe vừa mới về từ nhà khách trưa hôm nay luôn á. Phần vô lăng này có cruise control, có đèn thoại rảnh tay, có nút điều khiển âm lượng luôn các anh chị. Rồi, ở trên này xe có cửa sổ trời luôn. Đầu CD này là zin theo xe nha. Trên này mà thấy có một cái màn hình nè. Kết nối nghe nhạc radio. Ở trên này dàn điện thì còn sử dụng tay. Mình mở cửa sổ trời ra cho các anh chị kiểm tra dàn điện nha. Cửa sổ trời còn hoạt động bình thường các anh chị. Một số xe mà nó cũ quá hoặc là dàn điện bị hư á, cửa sổ trời nhiều khi nó không mở được, thì Mai mở và kiểm tra cho các anh chị luôn nha. Bây giờ Mai sẽ để máy các anh chị ra kiểm tra cái phần động cơ với Mai luôn nha. Rồi bây giờ các anh chị kiểm tra cái động cơ với Mai nha. Mai sẽ cho các anh chị nghe cái tiếng động cơ luôn, vì Mai để máy luôn cho các anh chị nghe được, kiểm tra được cái phần tiếng động cơ luôn nha. Đó, cái này là quạt gió nó chạy nha các anh chị. Xe Mai đang mở máy lạnh bên trong á, Mai đang đổ máy. Đây các anh chị xem với Mai phần ốc, ốc máy nè, còn sơn từ nhà máy luôn nha. Nghe tiếng máy nha. Đó. Rất là êm ha. Hết. Chiếc xe này là cực kỳ đẹp luôn. Phần xương, các anh chị xem với Mai phần xương nè. Phần xương còn nha các anh chị. Xe Mai thì bao test hãng, không đâm đụng, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, bao test hãng. Nên các anh chị có thầy thợ nào quen á thì mình cứ qua test, kiểm tra xe thoải mái. Còn nếu mà không á thì cứ mang qua bên Mai bao test hãng. Nếu mà đi kiểm tra hãng ra mà không như Mai cam kết, Mai sẽ chịu toàn bộ các cái chi phí kiểm tra cho các anh chị. Vì xe này đời 2014 thì bên Mai không còn hỗ trợ trả góp nữa, nên là các anh chị mình chỉ có thể mua tiền mặt thôi nha. Rồi những chiếc xe mà đẹp như thế này á, thì bên Mai về rất là nhanh và bán cũng sẽ rất là nhanh. Nên các anh chị nào mà xem được video này, xem được thông tin chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay với Mai để xem xe. Hoặc là nếu mà mình ở xa thì cứ đặt cọc trước đi, rồi mình tới xem xe. Tại vì xe bên Mai có cam kết cho các anh chị, nếu mà không đúng như các cam kết như vậy á thì bên Mai sẽ hoàn toàn bộ chi phí cho các anh chị nha. Rồi nếu mà các anh chị thấy thích, hãy cho Mai xin một like, share và comment để ủng hộ Mai ra nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.